Hoàn Vũ Việt Nam năm 2017. Những điều tôi muốn làm cho cộng đồng, điều đầu tiên là các trẻ em mồ côi ở Bảo Lộc. Đây là một nơi đầu tiên mà tôi chạm chân tới khi mà tôi tham gia hoạt động từ thiện của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam. Nơi đây tôi đồng cảm với mọi trẻ em bị bỏ rơi. Điều thứ hai tôi muốn làm đó là những người phụ nữ. Và điều thứ ba tôi muốn làm đấy là những người bị nhiễm HIV. Sở dĩ tôi chọn ba điều này bởi vì đây là những người dễ bị tổn thương nhất. Và tôi đồng cảm với họ. Tôi là hoa hậu, tôi phải luôn đồng cảm với họ. Tôi cảm thấy cuộc sống mình tốt đẹp hơn, tôi phải cùng chia sẻ với họ. Tôi xin chân thành cảm ơn. Không cần đến một phút để trả lời một câu hỏi không dễ dàng chút nào từ phía ban giám khảo. Xin được chúc mừng Hohenye. En la pregunta final, lució muy calmada, con mucha fuerza y muy segura ante la pregunta. Sabemos que seguirá trabajando la oratoria y el idioma del inglés. Muy buenas noches, Machala. Soy una persona que no cree que existe un castigo, pero alguien que sí puede cambiar. Todos los seres humanos estamos llenos de defectos, pero creo que la solución a esto es reeducar a la sociedad. No solo los hombres, sino a las mujeres. De educarlos desde que son niños con valores tales como el respeto, el amor, la amistad, la tolerancia y el compromiso. Creo que haciendo esto desde que son pequeños podremos evitar tales cosas como el abuso a niños menores. Trung rèn công tua được thì kiêng ăn hờ hẹn nào mang ôm con đường đất đỏ ôm mặt trời nắng đỏ
làm lìa cao su, làm lìa cà phê, ột lìa mơ ác, ột lìa mơ nhai, buồn thuột nhìn thun. Đây nóc là tân, mô đa bê dặng, đây mạc đầy mũi. Chỉ đi ra muôn dạ buồn phong, chỉ là la 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 la. Chỉ đi ra muôn dạ buồn phong, chỉ là la 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 la. Đung đưa đung đưa, chiếc cùi đung đưa, hơ hèn lên dây. Rung reng rung reng, chiếc vòng công tua, hơ hèn lên dây. Ôm con đường đất đỏ, ôm mặt trời nắng đỏ, bàn ngát cà phê, bàn ngát cao su, đam mê lộng gió. Em đi tỉa băm, em hái dâu rừng, vui chi em hát. Chỉ để đeo muôn dạ buồn trông, chỉ là la 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 la. Chỉ để đeo muôn dạ buồn trông, chỉ là la 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 la. Hết. Hay quá. Em hơi run tại vì hát không phải là chuyên ngành của em. Rất là truyền cảm. Cảm ơn Han đã dành thời gian đến đây trò chuyện cùng độc giả của VN Express và có những trạng chia sẻ rất là ấm áp, rất là tình cảm và đầy truyền cảm hứng cho mọi người. Hy vọng là chặng đường sắp tới của Han